Chào tất cả mọi người đến với video của mình nhé. Hiện tại là có một tấm cẩm hồng, nói chung thì tấm này là nó còn mọc anh em nhé. Tấm này thì hiện tại nó còn mọc và nói chung hàng này là hàng khủng luôn rồi anh em ạ. Này nó dài 25 nhé, dài 25, rộng hiện tại thì nó đang cùng phe, nó rộng là 2m25 này. Đang cùng phe một tí nên nhé, rộng là hai, nói chung phe tự nhiên thì nó được 2m25, còn vuông thì được 2m18 nên nhé, đọc vuông hết cả mặt trên mặt dưới là được 2m18. Tấm này thì dài 3m42, thì hiện tại tấm này đang bán với giá là 340 làm bao ship anh em nhé, 340 là bao ship cho anh em, hàng này là bao đẹp cho anh em luôn. Tại vì cái xưởng là nó hơi tối nên nó quay nó không được đẹp cho lắm anh em nhé. Cái này khá tối luôn. Tại vì tấm này thì em để khá lâu rồi. Thì cái này thì anh em tham khảo, nếu mà ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Hàng này mặt tiền bao đẹp cho anh em luôn. Hàng này mặt tiền bao đẹp luôn nhá. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nhá. Giá chỉ 3.4 thôi, dài 25 phân. Dài 25. Vuông là 2m25, không vuông vuông mặt trên là 2m25 nhá. Còn nếu mà vuông cả trên cả dưới là được 2m18 nha. Dài 3m42. Anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0333 8879 nhé. Rồi em xin kết thúc video đây ạ.